Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn, hiền đức Ngự Bộ Đại Tăng, kính lời đến cùng toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử. Nhân mùa an cư tu học của chư tôn hiền đức Ngự Bộ Đại Tăng nay đã hoàn thiện, nhằm mục đích hộ trì các căn và duy trì sự nghiệp mạng mạch của Phật pháp, nên chư tôn đức tăng ni biết giới chuyên tu, quý Phật tử cộng duyên hộ pháp, đó là hương giới, hương định, hương huệ và hương giải thoát. Kính dâng lên cúng dường tăng tôn bậc phước điền mới thắng, và hướng công đức thắng duyên lần này đến giới song thân quá dạng, cũng như cha mẹ tại tiền tổng kết thắng duyên an lành cội thọ. Nay ngày 17 tháng 8 năm 2019, nhằm ngày 17 tháng 7 âm lịch năm Kỷ Hợi, ban tổ chức quán âm thiền tình thiết nghĩ tam bảo như quần trăng sáng, cha mẹ lấp lánh như những quyền sao, chăng sao cùng tỏa vàng, chúng ta mãi mãi dẫn bước lưu vào. Thật vậy, đối với tam bảo chúng ta trân trọng bấy nhiêu thì ân sinh thành của cha và mẹ cũng gần bên không kém. Trí tuệ chúng ta có được là do tổ thầy khai thị trợ duyên, tứ đại thánh tròn đầy ngũ phước là do cha mẹ nhọc nhằn nuôi dưỡng, nên hôm nay nhân ngày tự tứ cánh tế chư tôn tịnh đức tông già đón xuân Phật giáo, nhằm tri ân đến quý ngài là người kế thừa mật pháp truyền đăng, hướng dẫn chúng học chân thành tác pháp mừng làm hạ thăng hoa thọ niên trường vui xuân cánh hiền, lại ấp ủ hiếu ân thấm dùng hậu thế con thảo cháu hiền rạng rỡ gia phong. Nên ban tổ chức hiệp đẳng Phật tử chung giai sánh bước thiết lễ chay du lan tưởng niệm tri ân, tập cho con cháu nói lời thương nhớ đến cha mẹ hiện tại, cũng không quên không dưỡng dục của mẹ cha quá dạng, mà dâng lòng thành qua làng khỏi hương bay huyện đỏ, cầu nguyện cho song thân quá dạng sớm an lành cõi phúc, quyến thuộc hiện tại gia đạo thanh thông phước huệ tròn đầy, ngưỡng nguyện vu lan đến bao lòng từ chưa mở, thì nhân đây hãy nở đó hoa thương. Nếu chưa yêu thiếu kính đến sông đường, thì hiện tại nói gương người đi trước, đời dâu bể ai đâu mà lường được, sống hôm nay đâu biết đến ngày mai. Cây xanh là do lòng mẹ rộng dài, nên hiếu dưỡng giải thơm ta thọ hưởng. Kính dâng an sức khỏe đến chư tôn thiền đức Nhị Bộ Đại Tăng, tứ đại thân thương an thuận thế, hạ lập tròn đầy giới tuệ nghiêm thân, về hậu thế truyền căn tục diệm, chúc Phật tử gia đạo cát tường vui trọn mùa du lan hiếu hạnh. Nam mô Du Lan Viên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Tiếp tục chương trình, ban tổ chức chúng con xin được để thắng hội Vu Lan tròn diêm phước, để thiện duyên rộng kết xa gần, để cháu con được thừa hưởng thâm ân, để thất tổ nơi cũ tiền cộng hưởng. Giờ đây ban tổ chức chúng con cung kính lắng lòng thanh tịnh hướng tâm hiệp ý, xin được tắm mình trong biển pháp bao la, rửa sạch trần tâm bợn như phiền não, dùng ánh quang minh soi đêm dài tâm tối, dựng bước trên dạng nẻo thân trầm tìm về bảo sở an cương. Xin cung thỉnh hòa thượng thượng đức hạ tánh đại lao chư tôn tịnh đức tăng già chứng minh và ban đạo từ pháp hiệu cho Phật tử chúng hội chúng con được ân chiêm công đức. Chúng con nhất tâm định lễ thể cung kính hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Hiếu Mục Kiền Liên. Hôm nay mùa Vu Lan lại trở về với những người con Phật,
Đức Phật chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương, quý Phật tử thân thương. Thì trên tinh thần từ bi trí tuệ của Đức Phật dạy, thiên kinh vạn điển, sống lại có cội mới chỗ càng càng sáng ngọ, nước có nguồn mới bùa khắp rộng sông. Cũng như thế, sở dĩ hôm nay chúng ta được sắc thân khôn lớn này là nhờ tinh cha quyết mẹ tạo thành, nuôi nắng lớn con đến trưởng thành, biết bao nhiêu công lao có nhọc, dạy dầu mưa nắng lo cho chúng ta từ miếng ăn giấc ngủ đất lành hoạt lòng, sớm ho tạo tầng buôn bán để kiếm tiền nuôi con khôn lớn trưởng thành người phụ dụng dũng như ngày hôm nay. Gương hiếu hạnh của Đức Phật ngày xưa, ngài đã lên tinh trời đau lòng thuyết pháp cho mẹ là bà Ma Gia Thánh Mẫu về khiên long quan của vua cha là Đồng Phạm. Khi hai tên phụ vương đã băng hà, gương hiếu hạnh của ngài đã giúp một tiền liên. Khi đánh được lục thâm dùng đạo giả tìm mẹ khắp nơi, mới biết mẹ mình đang đọ các địa dụng rất là khổ sở đau đớn. Nói không ngờ con lại quá thần thác nữa, quỷ bán tinh pháp, quỷ bán tam bảo, mang khẩu nghiệp nặng nề. Nên sau khi chết bà phải bị đọa vào địa ngục để đời đời trả loại nghiệp khi còn sắc tiền. Bà bỏ cây tàu, ngài một liên thế đem lòng thương xót về niềm phật lên đức phật chỉ dạy cho phương pháp nào để quá dạy cho mẹ thoát cảnh ngục a tỳ, thì sau đó đức phật mới chỉ dạy rõ ràng. Ông Thời Sống Sanh tứ sự thịnh chư tăng ni trong mười phương về câu hỏi chú nguyện, thì mẹ ông nhờ quay lực là phước báo của chư thánh tăng ni trong ba tháng tu tập giới định huệ thanh tịnh tinh tấn, nhờ phước huệ đó mà mẹ của ngài một niềm liên mới thoát khỏi một ca tỳ và sanh lên cõi trời. Sự tích này được lưu truyền gần 3.000 năm nay, tất cả những người theo đạo Phật đều tin tưởng là lời dạy của Đức Thế Tôn thật là vi diệu màu nhiệm không thể nghĩ bàn. Ngàn năm trước và ngàn năm sau cũng như vậy, bất di bất dịch muôn đời. Chúng ta hôm nay dân lời Đức Thế Tôn dạy, tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu trai trăng cúng dường, cầu cho cha mẹ hiện tiền được tăng lắm tuổi thọ phát tâm bồ đề, cầu cho cha mẹ đã quá vạn được siêu sinh tịnh độ, cầu cho thế giới hòa bình mình chúng sinh đang là mọi người hết mọi khổ đau, giác ngộ thức tỉnh tu hành được an vui hạnh phúc, chia sẻ tâm từ bi hỷ xả vô lượng. Đây là những dòng thơ để tưởng nhớ đến ngài Vu Lan. Hôm nay ngày lễ Vu Lan, ân cha nghĩa mẹ vô hoàng quý thai, nhớ xưa đại hiếu một liên vì thương nhớ mẹ suốt miền âm ti. Tháng bảy có hiếu sắc thân ai còn cha mẹ ân cần sổ ôm, cửa ngục diêm vương khoan hồng người con hiếu đạo trọn lòng từ bi. Vu Lan nhớ mẹ vô cùng, mẹ là bóng mát cõi trùng xanh tươi. Mẹ ơi, mẹ ở nơi nào? Vào mùa báo hiếu dạt dào dở hương, chính hãng mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn biết bao nhọc nhằn. Đêm nay con nhớ mẹ nhiều, cõi hương nghi ngút chính chiều đau. Lớn lên nhờ sữa mẹ hiền, thức khuya chạy số kiếm tiền nuôi con. Dù cho biển cả non mò, bóng hình người mẹ vẫn còn trong.
tim. Chinh chinh chúc lúc chư lúc đức được phát thầy kinh an chúng sanh trị độ Phật chữ biến thành. Chinh chúc tất cả với đồng hương Phật tử được một mùa thu la bảo hiếu tròn đầy hiếu hạnh một người con hiếu thảo để xứng đáng là những người Phật tử thuần thành quan đạo. Và chúc chúc tất cả các vị được phước huệ tròn đầy thân tâm thường an lạc. Nam mô đại hiếu mục kiền kim bồ tát ma ha tát. Xin cho tròn phong tay thật lớn thật dài để tri ân đồng hương. Lời thuyết pháp thực hồ cảnh tình, độ chúng sanh giúp bệnh hôn trầm, quý thai nhiều pháp thầm thâm, chúng con hết dạ thành tâm phụng thờ. Chúng con xin được tri ân đến hòa thượng. Nam mô Du Lan Viên Khởi đại hiếu mục kiền liên bồ tát. Kính bạch we'll be right back.